Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Yamaha Tenere 700 2020 tranh cái giải là thiết kế xuất sắc nhất tại Prestock 2020. Với cái kiểu dáng hấp dẫn hút được người xem kể từ khi lần đầu ra mắt của cái chiếc Yamaha Tenere 700 2009 vào cái cuối năm là 2018. Sau đó cái chiếc Tenere 700 lại giành được cái giải thưởng là IF 2020. Vào đầu tháng 2 vừa rồi thì cái mẫu xe mới này lại tiếp tục giật được cái giải thưởng là Prestock Design Award 2020. Với cái tính năng vượt trội đã giúp cho cái chiếc Tenere 700 2020 giành được hai cái giải thưởng thiết kế đẳng cấp của thế giới liên tiếp, thúc được người xem và các chuyên gia bởi cái vẻ ngoài gần như là 100% theo đúng một cách là tất cả Brady. Không chỉ có như vậy, nó còn được trang bị cho mình khối động cơ là 2 xăng 689cc mạnh mẽ, kết hợp cùng với khung hình được thiết kế ở mức nhẹ nhất có thể, khiến chiếc xe dễ dàng điều khiển. Đây cũng là những cái ưu điểm mà cái ban giám khảo đã lựa chọn cái chiếc Yamaha Tenere 700 2020 để giao giải. Với cái thiết kế giải thưởng thiết kế xuất sắc nhất tại Prestock 2020 đã khiến cho Yamaha trở thành cái thương hiệu sản xuất giành được cái giải thưởng sự kiện trong tháng 9 trong 9 năm liên tiếp khi tham gia cái chương trình này. Những cái giải thưởng năm trước thuộc về các mẫu như Yamaha S-Max, Yamaha T-Max DX, Yamaha XSR 700 và Yamaha Niken v.v. Yamaha Tenere 700 2020 có thiết kế dựa trên cái phiên bản lịch cơm tiệp T7. Nhìn tổng quát, chiếc xe có thiết kế đậm cái chất là adventure với phần dây đồng cao, kích thước bánh cầm lớn, nó bật với cái cụm đèn chính có thiết kế gồm 4 bóng led hiệu suất rất cao. Cái mẫu xe này ở dụng cái động cơ với cái chiếc Nucleby MT07, cái có động cơ là 2 xăng thẳng hàng DOC 689cc tạo ra công suất là 72 mã lực tại vòng tua là 9.000 vòng trên phút, moment tác đại 68 m/s tại vòng tua là 6.050 phút. Theo như thông tin mình tìm hiểu được thì cái giải thưởng thiết kế Prestock là giải thưởng thiết kế quốc tế được trao bởi Prestock CMBS, có các hạng mục giải thưởng cho thiết kế sản phẩm, thương hiệu và thiết kế truyền thống cũng như các là khái niệm thiết kế. Cảm ơn các bạn đã giải thích này để chi tiết, nhớ like, share, subscribe.